Bác, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay cái mic nó hết pin, lấy cái cục sạc dự phòng. Tết mít. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vô cái phòng tập đầu tiên mình mở nha các bạn. Thì ngày xưa của mình tập luyện nó cũng hơi khổ cực chút. Mình phải chạy thảm ra đây này, chạy bạc ra đây để tập giỏi các bạn, xong rồi chạy thảm. Thì ngày xưa thì mình ở nhà này các bạn. Đó, nhà này là nhà của bố mẹ mình. Từ ngày xưa từ lúc mà khó khăn đến giờ phút này nha bro. Thì bây giờ bố mình cho thuê để làm vườn rau rồi. Vườn rau đây. Người ta đang bao vườn rau ở đây. Mình sẽ dẫn từ khúc mà mình tập nha các bạn. Ngày xưa thì mình tập ngay đây nè các bạn. Đó, đi đây. Đó, ngày xưa thì mình tập ngay đây. Mình tập chỉ có một cái khúc nhỏ như thế này thôi. Đó, một khúc nhỏ này thôi. Có một cái cây ngang ngay đây để làm chiêu bao với xà đơn. Đó, ngày đó là cái chỗ ngày xưa của mình tập luyện. Đó, chỉ ngược nó ngay chiêu bao xong rồi tập ngay đây thôi. Bụp. Đó, nhưng cũng là một cái nơi để dạng như là biết bao nhiêu kỷ niệm này. Đúng là bắt đầu á. Rồi chiêu một cái bao đây. Cái bao thì sử dụng cái bao gọi là bao bố xi tải các bạn, may lại để dạng như là để làm cái bao, rồi xong rồi bỏ mùn cưa, bỏ cát vô để ấy. Hồi xưa không biết dồi bao, lâu lâu dồi chúng cục cát đá đâu đó, nhưng mà vẫn cố gắng như cái bro. Lâu lâu xong rồi đá một hồi cái bao rách ra, mùn cưa bay bụi tùm lum ra luôn, xong rồi lại đi thay bao mới, một là vá hay là làm bao mới. Rồi cái chỗ này là để làm cái chỗ đá trụ, còn cái dấu ngày xưa luôn này các bro. Ngày xưa thì mình làm tre vô đây, bỏ một cột tre vô vòng này xong đá, bỏ một bãi đá, ngủ một xưa khùng thiệt. Ngày xưa thì mình tận dụng hết chỗ tập luyện như bro. Đây là cái phà nhà ngày xưa ở, xưa khổ lắm. Đây mày ké chút nha. Đó, ngày xưa đâu rồi, mày đi giấu rồi. Đó, ngày xưa là nó vẽ một cái đường ở đây để tập đấm nè. Ngày xưa có cái dáng này mười mấy năm rồi. Đó là vẽ một cái dấu này xong tập đấm hoài luôn, đấm không trúng nha, đấm trúng bể tay á. Cũng là một cái phòng mà phòng võ đầu tiên của mình luôn nha các bạn, hay cái chỗ mà để phòng võ đầu tiên của mình luôn nha các bạn. Thì ngày xưa thì không có kinh phí á. Sẽ đắp một cái phòng ở đây dạy võ đó, vẫn còn cái hàng rào này. Đó, vẫn còn cái hàng rào như thế nè, là võ nè, xong làm cái dàn bao đó, xong rồi dán mấy cái này vô để cho nó thành phòng võ nè các bạn. Đó, bro. Đó, ngày xưa cũng khổ lắm, xong rồi chạy thảm, cũng có khúc chạy thảm ra đây tập nữa. Rồi đi cô. Đó, ngày xưa là rất là khổ nha bro. Cũng nói chung là cái phòng này mình mới làm cách đây 3 năm. Rồi khi mà dạng như là quân số đông các bro. Quân số đông thì bắt đầu nhảy vô đây. Đó, vô. Và đây mình sẽ giới thiệu cái phòng mà mình đã làm. Nói chung là cũng chưa hoàn chỉnh đâu, nó cũng chỉ được có tầm 70% thôi. Nhưng mà sau này mình sẽ cố gắng hoàn chỉnh. Rồi vô. Ok, và đây là cái phòng. Nói chung là hồi xưa mình cũng làm chấp giá các bạn, làm mùa dịch á, cái mùa dịch nó hơi bị khổ cực á, nên anh em mình những người anh em của mình á, mỗi người một tay làm lên cái nhánh này thôi nha. Đó, một cái nhánh này thôi. Đây nè nhìn đây nè, nhìn theo tay nè. Làm một cái nhánh này thôi đó, anh em giá đồ để có một cái chỗ để tập võ nha các bro. Ngày xưa á, anh em ở mình dưới quê cũng đam mê lắm, đam mê nó như làm từng chút một chút. Này là anh Khánh làm nha các bro, đó khúc này là anh Khánh làm. Treo bao bị. Ê, tí nữa rảnh lấy cái bao này nè, treo qua đây đi, không có bao, lấy cái bao giáp qua đây. Lấy cái bao phải nè, mà treo qua đây đi. Rồi đây. Rồi. Và tiếp theo, khúc phòng này thì dạng như là bố mình á, ổng thấy kiểu dạng như là gió máy quá, ổng làm khúc này. Đó. Mình làm hết khúc này. Giờ là đây cái chỗ đây, đó, tập luyện. Nói chung cái sàn mình cũng có sàn đài, mà sàn đài mình đem lên chi nhánh số 2 rồi. Ở đây là mấy thằng đứa học trò mình. Ơi, qua đây nhìn camera chút. Đó, đây là mấy chiến binh nha.
chiến binh lò TCM đang tập luyện chuẩn bị cho giải trẻ toàn quốc đó, phòng như thế này. Nói chung là cũng rất là nhiều kỷ niệm với World, mình làm phòng, mình làm ngay cái mùa dịch đó, nên nó bị đủ thứ hết, làm chấp vá lâm la rồi vay mượn lâm la để làm cái phòng, mà đến giờ hôm nay vui rồi. Mà cái mùa dịch mình cũng liều lắm nhé World, kiểu dạng như kinh tiền bạc đang khó khăn nhưng mà mình vẫn xuống mình đi mượn vay mượn để mình làm được cái phòng, để mình thỏa đam mê của mình đó. Rồi vô nhà, rồi đây là cái nhà biết bao nhiêu năm bố mẹ mình cố gắng xây dựng lên để cho anh em mình ở nha mọi người. Thì giờ mình sẽ chia sẻ về những cái thành tích của mình, chuyên mục là gọi là cái thành tích nha. Cái thành tích là sau 21 năm chinh chiến hả, 22 năm chinh chiến trên, nói chung là từ trong tỉnh, hồi xưa là bốn tỉnh trước, tỉnh xong đến tỉnh, xong rồi đến bốn trong tỉnh trước, ngày xưa là bốn trong tỉnh trước, xong đến quốc gia, rồi ra ngoài thế giới. Ok, go. Đây là cái bức hình kỷ niệm. Nói chung là mình cũng còn rất là nhiều hình, cái hình này lâu rồi, cái này mình làm cũng được 4-5 năm rồi các bạn, 5 năm, 6 năm. Thì đây là những cái kỷ niệm mà mới bắt đầu. Đây, cái này là bạn mình làm cho các bạn. Ngày xưa mình thất bại nhiều quá, xong rồi bạn mình làm cho một cái kêu là mình hãy cố gắng lên và đừng bao giờ bỏ cuộc. Và đây là lần đầu tiên mình tập trung đội tuyển quốc gia. Cái này là đội hình 2 nha các bạn, nhưng mà vẫn máu chín lắm, đội hình 2. Còn cái này là giải lít viên đầu tiên, sau bao nhiêu lần mà dạy người ta không cho mình đánh nữa mà Euro, cuối cùng được lên cổ chiên quánh mà mình đăng ký môi mà cho mình uống cổ chiên luôn. Và đây là, nói chung là cái giải thưởng cao nhất đầu tiên của mình, 8 triệu giải thưởng mà quýnh môi á, quýnh môi Thái là được cao nhất của mình. Cách đây cũng được cũng lâu rồi á, cái thời là 2018 á, cái mùa đồ giờ 2014 rồi lâu rồi. Thôi gặp với bạn Thái Lan đầu tiên, ngày xưa nhìn hồng hào giờ nhìn lại già mẹ rồi, nhận lưu mini rồi. Đây hồi đầu mình quýnh combo bay này, kỷ niệm thời combo bay. Ở đại thế giới của cô bay SEA Games tập trung đầu tiên đội hình 2. Ngày xưa nhìn gầy gò biết không, có những người anh em lớn hơn hồi xưa là có anh Đại biết rồi, anh Hùng là còn quýnh những cái bro này. Rồi ok, đến với thành tích của mình. Và đây là cái thành tích, nói chung là cũng gọi là mình, theo như mình cũng gọi là được thôi, nhưng cũng chưa gọi là cao lắm, chỉ là một chút gì đó. Sau những ngày năm tháng mình cố gắng thôi. Rồi cái đai, có một cái đai cao nhất nữa là cái đai World, nhưng mà cái đai World mình để Sài Gòn nhất. Đó, đây là đai World. Và cái đai đầu tiên là đai MFC, và cái đai tiếp theo là đai MTGP 2023. Còn cái này là đai 2022. Còn cái đai là đai 2023. Mình lấy hai cái đai, một cái đai là World, một cái World 3. Rồi đây là tập trung cái gì? Sơ đây là cái gì? Huy chương của mình. Còn nữa, huy chương của mình còn nhiều lắm. Đây, huy chương bạc. Đây là huy chương bạc đấy. Huy chương WBC. Huy chương IFMA châu Á. Cái SEA Games thì mình đang để ngoài phòng. Và đây tiếp theo là hai cúp. Cúp này là cúp mình quýnh boxing ở LSC nha các bro. LSC. Và đây là cái thứ anh em sẽ nói chung có nhiều thứ bất ngờ này. Đó, cái này mình chưa bao giờ mình ít kể với anh em á. Đây. Anh em thấy này là gì không? Cúp No One á. Và đây là cái cúp đầu tiên, cúp thứ hai, còn mỗi cúp nữa. Cái cúp đầu tiên thì đã quên kim tiêu rồi. Đây là cúp số 2. Mình cúp lần cúp cái sự kiện đầu tiên của No One tổ chức nha các bro. Là mình là người quýnh đầu tiên. Và lấy được cúp này, sự kiện đầu tiên. Anh em thấy bất ngờ. Ở nhà mình có nhiều kỷ niệm. Rồi cái đai này, cái cặp găng này á, là cặp găng quýnh đai thế giới đó. Bố mình cũng lấy nó treo lên luôn, chung là lấy treo lên cho có kỷ niệm lắm rồi. Trong những cái thứ này quý giá lắm, nếu mà tầm cả 10 năm rồi mỗi người
giữ được cho lòng vui lòng kính hết. Rồi, và thứ quý giá tiếp theo, đây đây ơi, với bên kia nha các bro, để mình lấy lên luôn, xong mình tiền thẻ mình kể luôn. Rồi, ơi, và đây anh em biết cặp là gì không? Và đây anh em biết là gì không? Cặp găng đầu tiên khi bắt đầu sự nghiệp, cặp găng đầu tiên của mình nha các bro. Thì cặp găng đầu tiên này á, thì bố mình mua nha các bạn. Ngày xưa á, mới vô vỏ thì đam mê, bố mình là lấy xe lên Đà Lạt chở mình lên thì mua cặp găng này, cặp găng đầu tiên, tập luyện đầu tiên. Ui, nói chung là giờ nó cũng hết mùi rồi, nó khét rồi, giờ nó thành mùi khét rồi, nó mùi mốc luôn rồi, nhưng mà rất là nhiều kỷ niệm. Cặp găng này mình cũng lấy đi quýnh dậy tỉnh rồi, cũng đấm xịt máu mũi nhiều ông á đó. Cặp găng làm lên thương hiệu nó, ngày xưa là mình ôm găng này mình tập hoài luôn, mới bắt đầu cũng được 20 năm á. Thấy gì ôm cặp găng này là năm 16 tuổi, năm 15 tuổi là tầm 9 năm. Thấy gì đúng không, tầm 9 năm rồi, 9-10 năm rồi đó, vẫn còn giữ nha các bro. Ai biết bao nhiêu kỷ niệm, cái này phải để chung với nam minh đó. Này mai mốt là mình cho vô lòng kính luôn đó, những cái thứ mà dạng như là kỷ niệm mà quý giá là mình phải giữ lại. Những cái thứ mà gọi là cố gắng được thì mình phải trân quý nha các bro. Còn cái câu lạc bộ ở trên đức trọng của mình thì mình sẽ mai mốt mình sẽ có cơ hội thì mình sẽ quay sau, mình cố gắng quay mình đăng lên YouTube một lần ở đây rồi. Còn còn một cái nữa quên rồi, để đây mày một mày đẹp bao gối bao đi rồi, gối bao đi. Đây là huy chương đồng SEA Games của nợ cam, đây huy chương bạc SEA Games quýnh ở Việt Nam. Đó là những cái thành tích của mình bao nhiêu năm đạt được, còn cái đai World thì để ở Sài Gòn. Quá bao đi, 100 cái. Rồi sau bao năm cố gắng thì mình cũng đã làm một cái gì đó, nói chung là một cái nơi để cho anh em sống hết mình với đam mê, giống như những anh em này nè, là những anh em mình đều tất cả đều vô Bình Dương rồi nha mọi người, đều có tiền lương hàng tháng để sống hết mình với gọi là thứ gọi là đam mê nha mọi người. Ngày xưa thì mình cũng có tập ở dưới nhà văn hóa, cái nhà văn hóa ở cách đây tầm một cây rưỡi, nhưng mà cái nhà văn hóa giờ đập, người ta đập công viên rồi. Rồi sau này mình chạy bộ mình sẽ có nhiều câu chuyện kể thêm về nha. Thì ngày xưa mình tập dưới đó, tập kiểu dạng như là tập dưới cái nền này nha bro. Hồi xưa là không có tiền mua thảm luôn, nếu mà có tiền mua thảm giờ như bây giờ là rất là ok, tập chân đất vậy nè mà vẫn tập được, treo cái bao ra tầm mười mấy 20 ông có tập một cái bao mà vẫn tập, nói chung vẫn cố gắng. Nói chung là trong cái video ngày hôm nay á, thì mình kể về quá trình của mình, nói chung là kể tầm 100% thì đang kể tầm cỡ 50-50 vậy, mà chưa kể hết 100%. Thì trong cái quá trình cố gắng của mình thì cố gắng rất là nhiều, mười mấy 20 năm thì rất là cảm thấy bản thân mình rất là may mắn vì là mình đã vượt qua được hết tất cả để mình có như ngày hôm nay, để có một cái nơi để anh em sống hết mình với đam mê như thế này. Và cũng là một cái nơi để kiếm tiền, có thể phụ giúp với gia đình, để mình gọi là mình sống theo cái nghề của mình. Nói chung là rất là khó khăn, nhưng mình cũng đã cố gắng bươn chải lắm rồi để có như ngày hôm nay. Nhưng mà đó là một cái thứ mà mình gọi là cái động lực để mình tiếp tục, để mình phát triển hơn nữa, phát triển những cái thứ lớn lao hơn nữa trong tương lai. Ok, cảm ơn các bro. Nếu các bro thấy video này hay có thể cho mình một like, một chia sẻ nha, để mình có thêm động lực để làm mấy cái video vlog nói chuyện. Xin chào các bạn, cho các bạn coi. Cảm ơn các bạn rồi.